cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, Đức Giêsu sang bên kia biển hồ Galilê, cũng gọi là biển hồ Tiberia. Có đông đảo dân chúng đi theo Người, bởi họ từng được chứng kiến những dấu lạ Người đã làm cho những kẻ đau ốm. Đức Giêsu lên núi và ngồi đó với các môn đệ. Lúc ấy sắp đến lễ vượt qua, là đại lễ của người Do Thái. Ngước mắt lên, Đức Giêsu nhìn thấy đông đảo dân chúng đến với mình. Người hỏi ông Philip-phê: "Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây?" Người nói thế là để thử ông, chứ người đã biết mình sắp làm gì rồi. Ông Philip-phê đáp: "Thưa, có mua đến 200 quan tiền bánh cũng chẳng đủ cho mỗi người một chút." Một trong các môn đệ là ông Andre, anh ông Simon Phêrô, thưa với người: "Ở đây có một em bé có 5 chiếc bánh lúa mạch và 2 con cá, nhưng với ngần ấy người thì thấm vào đâu?" Đức Giêsu nói: "Anh em cứ bảo người ta ngồi xuống đi. Chỗ ấy có nhiều cỏ." Người ta ngồi xuống, nguyên số đàn ông đã tới khoảng 5.000. Vậy Đức Giêsu cầm lấy bánh dâng lời tạ ơn, rồi phân phát cho người ngồi đó. Cá nhỏ người cũng phân phát như vậy, ai muốn ăn bao nhiêu tùy ý. Khi họ đã no nê rồi, người bảo các môn đệ: "Anh em hãy thu những miếng thừa kẻo phí đi." Họ liền thu những miếng thừa của 5 chiếc bánh lúa mặt người ta ăn còn lại, và chất đầy được 12 thúng. Dân chúng thấy dấu lạ Đức Giêsu làm thì nói: "Hẳn ông này là vị ngôn sứ đấng phải đến thế gian." Nhưng Đức Giêsu biết họ sắp đến bắt mình đem đi mà tôn làm vua, nên người lại lấn mặt đi lên núi một mình. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, các bạn trẻ thân mến, chúng ta đang sống trong cái thời điểm kinh tế rất khó khăn. Một số người đi làm chia sẻ cả nửa năm nay họ không nhận được lương, chủ thiếu, rồi thỉnh thoảng mới nhận được tiền tạm ứng nhỏ giọt. Nếu mà nghỉ thì cũng chả biết đi tìm việc ở đâu, mà cứ tiếp tục làm thì cái nguồn thu nhập ấy không đủ trang trải nếu cứ phải ứng như thế. Số khác thì mở cửa hàng mà không có khách, số khác nữa có đất để bán, trang trải việc nọ việc kia nhưng không bán được dù đã bán rẻ, bởi lẽ người ta cũng chẳng có tiền để mua. Không biết điều gì đang xảy ra và điều này diễn ra bao lâu nữa. Chỉ biết rằng con người cảm thấy lo lắng, không biết cuộc sống rồi sẽ ra sao, rồi không biết Chúa có thấu hiểu nỗi khổ của con người hay không. Lời Chúa trong bài tin mừng hôm nay là một câu trả lời cho chúng ta. Chúa cho chúng ta biết Chúa thấu hiểu nỗi khổ của con người.
vì Ngài là đấng giàu lòng thương xót. Ngài thương xót con người như mục tử thương xót đàn chiên. Ngài chăm lo cho con người như mục tử chăm lo cho đàn chiên. Ngài hiểu đàn chiên của Ngài cần được nuôi dưỡng bằng lời Ngài. Đồng thời, Ngài cũng nhận ra họ cũng cần được nuôi về phần xác. Chính vì vậy, khi dân chúng đến tuôn đến với Ngài, nghe lời Ngài giảng, họ cũng chưa mở lời, mà chính Chúa thấy họ chưa ăn uống gì, Chúa chủ động. Chúa hỏi Philippe, ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây? Philippe trả lời, thưa có mua đến 200 quan tiền bánh cũng chẳng đủ cho mỗi người một chút. Andre xen vào, ở đây có một em bé có 5 chiếc bánh lúa mạch và 2 con cá, nhưng với ngần ấy người thì thấm vào đâu? Lời của Philippe và Andre cho thấy nhu cầu dân chúng thì lớn, mà khả năng của các ông rất giới hạn, chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá. Chúa nói hãy trao cái số ít ỏi đó cho Chúa, và qua bàn tay của Chúa, phép lạ Chúa làm, số bánh được nhân lên cả hàng ngàn lần. Và ngày hôm đó 5.000 người đàn ông, không kể phụ nữ và trẻ em, được ăn no nê. Cả nhà thờ của chúng ta giờ đây, cả trên nhà thờ, cả dưới hội trường, chắc chưa tới ngàn. 5.000 người đàn ông, chưa kể phụ nữ và trẻ em, là đông lắm, có khi lên cả chục, gấp cả 10 lần số lượng người đang hiện diện như thế này. Thế mà tất cả đều no đủ mà còn dư nữa. Qua cái việc Chúa làm phép lạ hóa bánh ra nhiều, chúng ta học được nhiều điều. Thứ nhất, Chúa là đấng quyền năng. Chúa quan tâm đến nhu cầu của con người, Chúa thương con người, và Chúa có thể chăm sóc cho con người đầy đủ. Do đó trở về với cuộc sống, niềm tin này phải đem lại cho ta sự bình an. Việc của chúng ta là làm hết sức trong việc đi công ăn việc làm, chi tiêu cần kiệm, nhưng còn lại vượt tầm tay trao cho Chúa. Chúa sẽ lo liệu đầy đủ. Chúng ta hình dung Chúa như là một đại gia giàu có, trong khi con cái thì cứ lo sợ chết đói. Chẳng lẽ ông đó cứ đi lo chim với cá với lại những cái chuyện nọ chuyện kia mà quên con cái mình? Chúa vậy, Chúa lo cho cả một cái vũ trụ này, bao nhiêu loài sinh vật, mà chẳng lẽ con cái của Ngài là chúng ta mà Chúa lại để cho chết đói? Đấy, phải có niềm xác tín ấy thì nó sẽ đem lại cho ta sự bình an, dù phải đối diện với một cuộc sống về mặt khó kinh tế khó khăn. Cái tâm tình thứ hai mà chúng ta rút ra được từ bài tin mừng này, đó là quan tâm đến nhu cầu của người khác. Chúng ta khó khăn thì đó là khó khăn chung, anh chị em chúng ta cũng khó khăn. Mong cho mình được no đủ thì cũng phải mong cho người khác như thế. Có lần người ta tổ chức một cái buổi thi giáo lý cho các thiếu nhi toàn giáo phận Sài Gòn. Dĩ nhiên về mặt kiến thức giáo lý các em ở trung tâm đoạt giải, nhưng khi đặt ra câu hỏi, nếu cho các em 3 điều ước, ước gì? Câu trả lời của em thiếu nhi Cần Giờ được mọi người đánh giá là câu trả lời cảm động nhất. Em nói nếu cho em 3 điều ước, thứ nhất em ước cho người dân Cần Giờ được ấm no, bởi lẽ vùng đất em ở người ta đói lắm,
Thứ hai, ước cho các bạn cùng trang lứa với em được đi học. Bởi lẽ các bạn cũng ngày ngày đi mò cua bắt ốc chứ đâu có được học hành. Và thứ ba, ước cho mọi người theo đạo. Bởi lẽ vùng đất nó rộng mà sao việc truyền giáo không hiệu quả, người ta chả theo. Ước ta có đức tin, ước người ta được học hành và ước người ta được ấm no. Đó cũng phải là tâm tình của chúng ta. Chúa quan tâm đến nhu cầu phần xác của mọi người, mình cũng vậy. Trong kinh lạy Cha xin cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, không mà chỉ xin cho bản thân mà còn cầu nguyện cho người khác nữa cũng được ấm lòng. Rồi tâm tình thứ ba chúng ta rút ra được từ bài tin mừng này: cộng tác với Chúa trong việc đi lo cho người khác. Cả một sự đấu tranh với bản thân, nhìn lại những cái gì mình có, tính đi tính lại cả nhà không đủ, thì lấy đâu mà dám chia sẻ. Đó là tình trạng của các tông đồ. Có 5 chiếc bánh, 2 con cá, chắc là số các tông đồ sự ăn bằng đó cũng không đủ, tìm sao dám đi chia sẻ cho ai. Thế nhưng mà khi đi chia sẻ thì cuối cùng Chúa nhân lên, ai cũng nọ đủ. Cũng như bài đọc 1 kể về việc người ta đưa trong Elise 20 cái bánh, rồi ông bảo phát cho người ta ăn. Tiểu đồng nói: có bằng này sao con có thể phát cho cả 100 người ăn được? Ông nói: cứ phát cho người ta ăn, vì Đức Chúa phán họ sẽ ăn mà còn dư. Tiểu đồng phát, người ta ăn mà còn dư. Nếu mà giữ lại thì coi chừng cái người đang có coi chừng không đủ. Mà khi chia sẻ thì Chúa làm ra thì người ta no đủ và mình cũng no đủ. Như các tông đồ giữ lại không đủ, nhưng mà trao cho Chúa, Chúa nhân lên thì ai cũng no đủ mà còn dư. Một bà cụ chia sẻ vào cái năm 45, năm đói kém, nhiều người chết đói. Sáng bà đi lễ thì ở xác chết đầy đường, thỉnh thoảng có người còn thoi thóp, nếu mà có ăn thì chắc sống, quay về nấu cơm cho người ta. Nhà bà cũng chả nhiều gạo, nhưng mà thương người thì cứ đem nấu cho người ta ăn. Con bà nó lo, mẹ cứ đem gạo đi nấu cho người ta ăn, coi chừng mai mốt nhà mình chết đói, nhà này chết đói là do mẹ. Và mẹ nói thì mình cứ lo cho người ta, Chúa lo cho mình. Và đúng như vậy, cơn đói qua, nhiều người trước đó khá giả hơn mà không qua được, mà gia đình bà vẫn sống. Đó là một cái điều kỳ diệu Chúa làm. Xin cho chúng ta trở về với cuộc sống từ bài tin mừng. Thứ nhất, xin cho chúng ta biết tín thác nơi Chúa về nhu cầu bản thân để Chúa lo liệu, dù rằng phần chúng ta vẫn phải làm hết sức. Rồi xin cho chúng ta biết quan tâm nhu cầu người khác và góp phần bao nhiêu có thể để Chúa nhân lên những cái phần đóng góp ấy, để tất cả đều có cuộc sống ấm no. Và chúng ta biết trong giáo hội sơ khai, khi có một cộng đoàn mà không ai phải thiếu thốn, thì chính cộng đoàn ấy trở thành cộng đoàn loan báo tin mừng mà Chúa bảo ngày thêm đông số. Cầu cho chúng ta sống được cái tâm tình đấy, chúng ta làm cho nước Chúa của được mở rộng, và chúng ta làm cho mọi người nhận biết Chúa, đời ta đời thành tựu như Chúa muốn.